đai định hình sẽ là một trong những cái hỗ trợ rất là hiệu quả trong việc là mọi người sẽ đập đúng tư thế này và sẽ hỗ trợ cho mọi người có một vòng eo khá là săn chắc và nhỏ đấy. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Phạm Hà Thu và tiếp tục series Bồ Bí Bí của chúng ta ngày hôm nay thì Thu sẽ đưa cho mọi người một cái gọi là sản phẩm này, không biết là mọi người có đoán ra là cái gì không? Ta-da! Trên tay Thu đây chính là một cái đai định hình và có lẽ là các bạn đã biết đến rất nhiều cái loại đai này rồi và rất là nhiều đai mà Thu đã cho đi. Thì đây là rất là nhiều những đai mà Thu đã lựa chọn để mua trong cái quá trình mà mình muốn cái vòng eo của mình đẹp hơn. Và có một cái nhược điểm mà Thu phải thừa nhận đấy chính là mình khá là lười tập thể dục. Thế nên là trong cái năm 2021 này thì cái mục tiêu đầu tiên của Thu sẽ là tập thể dục. Mặc dù ấy, hàng tuần thì Thu có tập yoga là 2 cho đến 3 buổi. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà mình mang bầu ấy, mình đã bị trì hoãn cái quá trình tập này lại rồi. Thế nên là với cái gọi là cái nhược điểm này thì mọi người, cái tật xấu này thì mọi người nhớ là đừng giống Thu nhá. Và khi mà mọi người đã quyết định là sẽ tập thể dục ấy hay là dù ở nhà thì chắc chắn là đai định hình sẽ là một trong những cái hỗ trợ rất là hiệu quả trong việc là mọi người sẽ đập đúng tư thế này và sẽ hỗ trợ cho mọi người có một vòng eo khá là săn chắc và nhỏ đấy. Có những cái lưu ý mà mọi người sẽ phải rất là để tâm khi mà mọi người đã xác định dùng đeo định hình. Đó chính là trong cái series này thì chủ đề chính của Thu vẫn sẽ là dành cho các mẹ bầu và sau sinh. Thế nên là đeo định hình dành cho các mẹ sau sinh là rất cần thiết. Vì đai định hình sẽ giúp cho các mẹ cố định được cái khoang bụng này, ép chặt khoang bụng này. Và từ đấy thì không những là bụng nhỏ đi, eo nhỏ đi mà sản dịch cũng sẽ được ép ra. Tất nhiên ấy, là theo lời khuyên của các bác sĩ là chúng ta sẽ không đeo đai định hình quá sớm thì nó sẽ dẫn đến những cái nguy cơ, ví dụ như là với những mẹ nào sinh mổ thì sẽ rất là dễ bị mục vết mổ này hoặc là sẽ dễ bị gọi là dính tử cung. Cái này thì không chắc chắn 100% nhưng đây cũng sẽ là những cái nguy cơ mà mọi người có thể gặp phải nếu mà đeo đai định hình quá sớm. Chính vì thế mà thời gian mà Thu lựa chọn đeo đai định hình đấy chính là hết sản dịch và lành vết mổ. Đấy chính là gần 2 tháng thì Thu đã bắt đầu đeo đai định hình rồi. Có những mẹ thì đã đeo đai định hình sớm hơn nhưng tuy nhiên ấy, Thu nghĩ là cái thời gian mà để an toàn dành cho các mẹ đấy chính là trên dưới 2 tháng và chúng ta có thể để ngoài 2 tháng cũng được. Thu biết là cái tâm lý của các mẹ sau sinh thì sẽ rất là dễ sốt ruột vì bụng mình kiểu thời con gái thì đang rất là đẹp, rất là eo đúng không? Nhưng mà sau khi sinh thì lại bị sổ ra rất là nhiều. Chính vì thế mà mọi người cũng nên là vì cái sức khỏe của mình ấy mà nén cái sự sốt ruột này lại và để 2 tháng chúng ta hãng đeo đai định hình nhá. Và với một số mẹ thì lại đeo đai định hình muộn hơn. Thế nhưng mà đừng để muộn quá, đến tầm 6-7 tháng mới đeo ấy thì lúc đấy là cơ thể của chúng ta gần như đã cố định lại rồi và khi đấy đeo đai định hình thì nó sẽ rất là khó xuống. Như là mọi người đã xem Thu chia sẻ ở clip trước ấy về những cái sản phẩm mà mọi người sẽ đi kèm theo định hình thì mọi người có thể xem lại ở clip này. Còn ở clip hôm nay thì Thu sẽ chỉ nói đến vấn đề là chúng ta sẽ cần lưu ý gì để lựa chọn những cái đai định hình và đai định hình này thì sẽ có những loại nào và lựa chọn như thế nào cho phù hợp thôi. Thì ở Thu đang cầm đây là những cái loại đai định hình. Đây là cái đai 14 xương này. Cái này là đai 9 xương này. Đây là đai, hầu như là đai của Thu, cái loại này là loại 14 xương này. Thì nhìn nó dày hơn, nó dày hơn rất là nhiều. Đó. Còn đây là đai 9 xương này thì nó sẽ thưa hơn được một chút. Thì Thu sẽ nói đến ưu điểm và nhược điểm của từng loại nhé. Ở đây thì Thu có một cái loại bản ngắn, nó là 25 phân. Còn bản dài thì nó sẽ rơi vào là 27 phân. Bản dài ấy, bản dài nhất thì nó sẽ là 27 phân. Và ở cái bản này thì là Thu mua cũng cách đây 5 năm khi mà mình sinh cái bạn đầu tiên. Thì bản dài ấy, nó có một cái ưu điểm, đấy chính là nó sẽ bó sát được cái phần trên eo của mọi người, tức là gần nách ấy. Thì cái phần mỡ sẽ được bó chặt vào trong eo. Tuy nhiên ấy, nó có một cái nhược điểm mà thực sự là rất khó có mẹ nào vượt qua. Đấy chính là
cái phần đai nó rất là hay chọc vào cái phần chân ngực này. Thành ra nếu mà mọi người ngồi hoặc là cho con bú ấy, thì nó sẽ cực kỳ khó chịu. Chính vì thế mà khi mà Thu đeo đai này chỉ tầm 3 ngày thôi là mình đã rất là nản rồi. Và sau đấy thì rất là may mắn một tuần sau nó đã ra được một cái đai bản ngắn hơn, tức là bản 25 phân. Và lúc đấy thì nó chính là một cái bản chân ái của Thu. Và khi mà đeo thì mình thấy cực kỳ dễ chịu. Tức là dù cho ngồi này hay là cho con bú này thì nó cũng không hề bị cấn ngực, nó không hề bị chọc lên cái phần chân ngực. Thế nên là mình có thể thoải mái đeo trong vòng là thậm chí là cả ngày và đến lúc đi ngủ nữa. Và đai latex ấy, thì nó cũng ngày càng nó lại có cơ hội kiểu cải tiến nhiều hơn. Ví dụ như là chỉ 1-2 năm sau khi mình sinh ấy, thì đã bắt đầu là có những loại đai mà đeo như là một cái áo ba lỗ. Tức là toàn bộ cái phần mỡ lưng và cái phần tay nó đã được bao bọc hoàn toàn rồi. Thế nhưng mà cái đai này chính vì là nó vòng qua vai cũng khá là cao, thế nên cái phần mặt trước ấy nó cũng không thể quá ngắn được. Chính vì thế mà cái bản đai này nó cũng rất là dài và nó cũng rất là dễ bị chọc lên ngực. Thế nên là với những chị em nào mà ngực không quá to này thì Thu nghĩ là đeo cái bản này cũng sẽ rất là hợp lý. Còn với 5 năm sau thì khi mà mình sinh bạn thứ hai rồi thì thật sự thấy là nó ra quá trời những cái loại đeo latex. Và bây giờ thì không chỉ bản ngắn, bản dài, bản ngắn vừa mà nó còn có những cái bản mà nó cũng khá là lạ. Đấy chính là cái bản mà đằng sau lưng thì dài, đằng trước thì ngắn hơn. Đây chính là cái bản mà Thu đang đeo bây giờ. Mọi người thấy không? Tức là nó là trệ, đằng sau lưng thì dài này, đằng trước thì ngắn hơn. Thì nó lại có một cái ưu điểm, tức là mà Thu rất là thích. Đấy chính là đằng trước thì không bị cấn lên ngực, nhưng đằng sau thì lại ôm trọn toàn bộ những cái phần da thừa này, phần mỡ lưng, thì khiến cái định hình của người mình sẽ rất là đẹp. Và có một ưu điểm nữa mà mọi người cần đeo latex, đấy chính là với những ai mà đang bị gọi là thoát vị thì mọi người sẽ cần một cái đai như thế này để hỗ trợ. Tuy nhiên thì đây lại là cái vấn đề của các bác sĩ và cũng như là người bệnh, thế nên là Thu sẽ không đề cập đến quá nhiều. Tuy nhiên thì đây là cái thông tin này Thu biết là vì một chị bạn Thu bị thoát vị và đã phải đeo cái gen này, tất nhiên là cái loại có quai để định hình lại cái phần xương sống của chị ấy. Thế nên nói đến ưu điểm thì chúng ta sẽ phải nói đến nhược điểm. Nhược điểm của cái loại latex này, thứ nhất là mọi người sẽ thấy là nó rất khó đeo. Tất nhiên là ở trong cái giai đoạn đầu ấy thì mọi người đeo chưa quen thì sẽ thấy là trời ơi sao mà rất khó thở, thậm chí rất khó cài. Thậm chí là với những ai mà không quen cài ấy thì tay chân phải gân guốc cả lên thì mới kéo được. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái để giúp cho chúng ta định hình được vùng eo cũng như là vùng bụng được tốt hơn. Thế nên là trong cái thời gian đầu ấy mọi người chịu khó chúng ta sẽ đeo chặt một chút. Nhưng mà chặt cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ đeo nó gọi là quá là chặt, nó bó sát đến nỗi không thể thở được so với cái vùng bụng của mình. Ví dụ như là chúng ta sẽ size bụng của chúng ta đeo size M mà chúng ta lại đeo size S thì thậm chí là các bạn mua nhưng mà không thể cài được. Thế nên là ưu tiên là chúng ta sẽ luôn luôn phải đeo những cái loại mà nó phù hợp với vòng eo của chúng ta. Và sau từ 2 cho đến 3 tuần thì cái gen này nếu các bạn đeo được đến vòng cuối cùng thì nó sẽ trở thành rộng. Và có một cái ưu điểm nữa, đấy chính là chúng ta sẽ đi hạ size được nhá. Với những chị em nào mà cái phần bụng của mọi người kiểu như là cảm thấy giảm rất là tốt ý, thì cái phần hạ size sẽ giúp cho mọi người thấy kinh tế hơn rất là nhiều. Bây giờ thì có rất là nhiều những cái cơ sở để bán những cái đai latex này. Và thậm chí là có những cái doanh nghiệp ý, mà họ còn thành lập cả một chuỗi những cộng tác viên bán đai corset này cơ. Và cái khởi điểm của cái đai latex này đấy chính là hãng Cherry. Và mọi người cũng có thể lên web của hãng để xem những cái sản phẩm này. Nhưng mà khi mà mình mua cái sản phẩm Cherry mà với cái sản phẩm mà mình đang dùng trên tay đây thì thực sự là mình thấy nó không hề khác nhau lắm so với cái việc là định hình cái vùng eo của mọi người. Với Cherry thì nó sẽ có giá là trên dưới 100 đô. Còn với những sản phẩm mà mọi người có thể mua của những cái doanh nghiệp mà bán hàng online hoặc cộng tác viên bán hàng online thì nó sẽ rơi vào trên dưới 1 triệu đồng. Thì Thu thấy là đây nó cũng sẽ là tùy vào cái cảm giác của mỗi người thôi. Nhưng mà khi Thu đeo cái đai này, tức là cái đai mà đằng sau lưng thì dài nhưng mà dưới thì lại ngắn ấy, thì mình cảm thấy là
thoải mái mà định hình cũng không kém gì Anchery cả. Tuy nhiên thì đến bây giờ ấy thì mình đã được 2 tháng rồi và cái nấc đầu tiên này thì mình kéo ra kéo vào nó dễ hơn ở trước rất là nhiều. Đây như là mọi người sẽ thấy này, bây giờ mình sẽ cài lại nhé, thì nó sẽ hơi chặt hơn một chút. Và ở trong này thì mình, như mình đã giới thiệu ấy, là mình đang quấn với cái slimming body đó. Và sau khi mình đã ủ nóng rồi thì mọi người sẽ thấy là da sẽ rất đỏ bên trong. Và bây giờ thì mình đang cài vào đây. Mỗi lần cài ấy thì nó sẽ khó hơn so với là lúc mình tháo ra đó. Và thông thường ấy, với những bạn nào mà cái tình trạng là sau sinh này mỡ thừa nhiều ấy thì nó sẽ cải thiện rất là nhanh, nhưng với những ai ấy mà cái tình trạng mà bụng bị to trong một thời gian dài, ví dụ như là hơn một năm, thì mọi người sẽ thấy là cái tốc độ mà nó xuống bụng ấy thì nó sẽ lâu hơn nhiều. Đây là sau khi mà mình đã đeo này thì trong bụng sẽ rất là gọn và thậm chí là mình mặc đồ cũng rất là dễ nữa. Và cái đai này mình đeo thì nó đang là bên dưới ngắn này và đằng sau lưng ấy thì nó sẽ cao hơn và nó có thể là ôm sát được cái phần lưng của mình, nó sẽ không để cho mình bị phình mỡ ra đằng sau. Thì đây là mình thấy nó cũng là một cái cải thiện khá là hay. Và trên đây chính là những cái hiểu biết của Thu và những kinh nghiệm của Thu trong việc sử dụng đai định hình để làm siết eo này, định hình eo tốt hơn và định hình vùng bụng, nhất là dành cho các mẹ sau sinh. Và với những ai mà chúng ta đã có cái vùng mỡ bụng cũng khá là chắc rồi thì chắc chắn là sẽ phải nên đi tập thể dục thêm nha mọi người nhé. Việc tập thể dục sẽ giúp mọi người kiểm soát được năng lượng đầu vào và năng lượng đầu ra, và cái phần tiêu hao mỡ ở cái vùng cần nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, và quan trọng là sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe hơn này và săn chắc hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Thu đến bây giờ, và nếu mà mọi người có thắc mắc gì này hoặc là muốn tham khảo những nơi mua sản phẩm này thì có thể inbox trực tiếp cho Thu vào bếp Today với Phạm Hà Thu, và nhớ là like vào video và đừng quên đăng ký kênh của Thu ở dưới này với biểu tượng chuông bên cạnh nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip khác.